Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 1 từ câu 1 tới câu 17. Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham. Ông Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Giuđa và các anh em ông này. Giuđa ăn ở với Tama, sinh Beret và Derek. Beret sinh Khepsuron, Khepsuron sinh Aram, Aram sinh Aminadab, Aminadab sinh Nachshon, Nachshon sinh Salmon, Salmon lấy Rachab sinh Boab, Boab lấy Ruth sinh Ovet, Ovet sinh Jesse, ông Jesse sinh David, vua David lấy vợ ông Uriza sinh Salomon. Salomon sinh Rechab-am, Rechab-am sinh Aviza, Aviza sinh Asa, Asa sinh Jehoshaphat, Jehoshaphat sinh Joram, Joram sinh Uzziza, Uzziza sinh Jotham, Jotham sinh Akat, Akat sinh Khiskiza, Khiskiza sinh Manasse, Manasse sinh Amon, Amon sinh Josiza, Josiza sinh Zerkonza và các anh em vua này. Kế đó là thời Lưu Đày ở Babylon. Sau thời Lưu Đày ở Babylon, Zerkonza sinh Satien, Satien sinh Zerubbaven, Zerubbaven sinh Avihud, Avihud sinh Enzakim, Enzakim sinh Ador, Ador sinh Sadok, Sadok sinh Akin, Akin sinh Elihud, Elihud sinh Alada, Alada sinh Matthan, Matthan sinh Jacob, Jacob sinh Yuse, chồng của bà Maria. Bà là mẹ Đức Giêsu, cũng gọi là Đấng Kitô. Như thế, tính chung lại, từ tổ phụ Abraham đến vua David là 14 đời. Từ vua David đến thời Lưu Đày ở Babylon là 14 đời. Và từ thời Lưu Đày ở Babylon đến Đức Kitô cũng là 14 đời. Quý vị và các bạn thân mến, bản gia phả của Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh Matthew hôm nay được chia làm 3 phần dựa trên 3 giai đoạn lớn của lịch sử dân Do Thái. Giai đoạn thứ nhất từ tổ phụ Abraham đến vua David. Giai đoạn thứ hai từ vua David đến cuộc lưu đày ở Babylon. Giai đoạn thứ ba từ lưu đày ở Babylon đến thời Chúa Giêsu. 3 giai đoạn này tiêu biểu cho 3 giai đoạn trong lịch sử cứu độ của nhân loại. Giai đoạn thứ nhất, loài người được dựng nên cao trọng. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Loài người được tạo dựng nên trong tình yêu và để chia sẻ tình yêu với Thiên Chúa. Giai đoạn thứ hai, loài người đánh mất sự cao trọng thay vì sống trong tình trạng ân sủng của Thiên Chúa. Loài người lại dùng ý chí tự do của mình để từ chối và loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình, để nô lệ cho tội lỗi. Giai đoạn thứ ba, loài người có thể phục hồi sự cao trọng, mặc dù loài người đánh mất sự cao trọng qua việc dùng ý chí tự do của mình để từ chối và loại trừ Thiên Chúa. Thế nhưng Thiên Chúa không bỏ mặc loài người trong tội lỗi bởi chính sự điên dại của họ. Thiên Chúa đã sai con của Ngài là Chúa Giêsu Kitô đến để cứu con người ra khỏi vũng lầy tội lỗi, nơi mà loài người đang đắm chìm và ngục lặng. Nơi Chúa Giêsu Kitô, loài người đã được phục hồi mối tương giao đã mất với Thiên Chúa. Chính trong cái nhìn này mà cuộc Giáng sinh của Chúa Giêsu không phải là một chuyện tình cờ, một sự kiện mất trong lịch sử nhân loại, nhưng là điểm đến của một kế hoạch nơi Thiên Chúa
và toàn thể lịch sử nhân loại hướng về đó, nơi Chúa Giêsu, sự hiện diện của một Thiên Chúa vô hình trở nên hữu hình, một Thiên Chúa siêu việt trở nên gần gũi, cụ thể và đầy năng động nơi nhân loại. Nơi Chúa Giêsu, ta thấy khuôn mặt của vị Thiên Chúa từ bi thương xót, vị Thiên Chúa trợ giúp và cứu độ. Nơi Chúa Giêsu, Thiên Chúa ở cùng con người và con người đến được với Thiên Chúa. Thật vậy, Chúa Giêsu là đấng đến để lấp đầy sự chờ mong và hoàn tất lịch sử của từng người và của nhân loại. Người không chỉ là lời giải đáp cho giấc mơ hạnh phúc của dân Do Thái, nhưng còn cho tất cả nhân loại. Thế nhưng, nhiều khi trong thực tế của cuộc sống, chúng ta không nghĩ như vậy. Chúng ta cứ đi tìm lời giải đáp cho những giấc mơ hạnh phúc trong quyền thế, giàu sang vật chất và trong những đam mê tội lỗi. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn nhận ra rằng chỉ nơi Chúa Giêsu thì giấc mơ về sự bình an, hạnh phúc của chúng con mới trở thành hiện thực. Xin cho chúng con biết để cuộc sống của mình được định hướng và được nâng đỡ bởi lời Chúa và các giá trị tin mừng.